làm công việc tự do nên chị Nguyễn Thị Thu Hà có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình. Những ngày này chị Hà thường xuyên lên mạng tìm hiểu thêm kiến thức về dinh dưỡng và học hỏi công thức để nấu những món ăn giàu dinh dưỡng cho gia đình. Ăn đủ chất như bình thường, đủ rau, đủ trong một khẩu phần ăn, đủ đạm, đủ protein và đủ chất xơ, và tự nấu ra chizo bằng tất cả các loại lá cây trong vườn nhà mình, hay là thêm một số loại gia vị thuốc thì cũng vẫn là tự nhiên để tăng cái đề kháng cho con hàng ngày. Chị Vũ Hồng Vân ở phường Pom Hán, thành phố Lào Cai mang thai trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vì vậy, chị luôn muốn hạn chế tối đa việc tiếp xúc với bên ngoài và thực hiện chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng theo tư vấn của bác sĩ để có sức đề kháng tốt, tránh mắc bệnh, giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Mình sẽ bổ sung là mình uống nhiều nước này, hàng ngày từ 2 đến 3 lít nước, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, cộng với các thực phẩm có nhiều chất đạm, chất sắt để bổ sung được dinh dưỡng cho bản thân mình cũng như em bé trong bụng. Khi đảm bảo cái dinh dưỡng hợp lý là dinh dưỡng phù hợp theo từng cái lứa tuổi, nên ta nên cần đa dạng hóa các cái nguồn thực phẩm, nhất là ăn đảm bảo đủ cái bốn nhóm dinh dưỡng, như dinh dưỡng về đường tinh bột, về đạm, về chất béo và các vitamin và khoáng chất. Uống đủ nước, thứ nhất là uống phải tầm 2 đến 2 lít rưỡi một ngày. Ngoài ra thì bà bầu cũng như là các trẻ em cần ăn bổ sung thêm một số vitamin và khoáng chất. Bà bầu thì có thể bổ sung cái sắt, axit folic và canxi trong thời kỳ mang thai, và trẻ em có thể uống bổ sung cái vitamin A, các vitamin D. Nâng cao sức đề kháng là biện pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Tìm hiểu những kiến thức về dinh dưỡng, lựa chọn thực phẩm sẵn có tại địa phương phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình và duy trì một lối sống tích cực lành mạnh sẽ là những biện pháp hiệu quả giúp mỗi gia đình nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.